Mến chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video tiếp theo. Lời nói đầu tiên chúc tất cả quý bà con sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Hôm nay em quay về miền Tây, đúng cái nơi mà cái nôi của cây giống đó là chè lách Bến Tre, để review cho quý vị anh chị các bạn, cũng như là em cũng lựa một số hàng cho bà con nông dân ở trên miền Đông. Họ nhờ em xuống đây để mà lựa hàng. Em đã đến siêu thị cây giống Willow Farm, thì bà con cũng biết rằng kênh siêu thị cây giống Willow Farm trên kênh YouTube á cũng có một cái kênh rất là lớn và uy tín, cũng như là có truyền tải về cái kỹ thuật cũng như là hướng dẫn cho bà con cách trồng, cách chăm sóc từ cái giai đoạn mà kiến thiết đến cái giai đoạn kinh doanh. Vâng, quay trở lại cái chủ đề chính của chúng ta nói ngày hôm nay, em sẽ hướng dẫn cho bà con chọn lựa một cái cây giống như thế nào nó chất lượng. Nếu như mà mai mốt á mà bà con có thể ra một cái nơi chọn giống, mua giống, thì bà con có thể hạch định cho mình trước một cái cơ bản để chúng ta lựa cây giống. Thứ nhất là bà con phải chọn những cái cây giống cái lá nó khỏe. Cái điều đầu tiên là cái cây nó khỏe, lá nó phải khỏe, cái bộ lá chúng ta nhìn trên cái bộ lá trước đầu tiên. Và trên bộ lá thì chúng ta sẽ nhìn vào những cái cơ đọt. Thông thường thì nếu mà chúng ta chọn lựa những cái cây sầu riêng, chúng ta nên chọn những cái cây nó đi cưỡi hai là cái cây nó ok nhất. Tại cưỡi hai nó sẽ phân tàn ra, nó chia đều và như là tàn thông. Nhưng mà con thấy ở trên cưỡi hai này nó đang đưa ra những cái tàn để nó xây tàn. Bà con này nhìn thấy này, ví dụ như em móc một cây cho bà con cơ bản cho bà con nhìn thấy. Thí dụ như vậy, đây bà con coi này, ha, đây cái cây một nó hoàn thành, xong nó lên cây hai bà con thấy nó chỉa ra. Một cái cây sầu riêng mà chúng ta muốn tàn nó đều á, chúng muốn sau này nó có cái kinh tế á, là bà con sẽ nhìn thấy là nó có những cái cây xe tàn như vậy, có nghĩa là xe bốn bên đó, để chúng ta có thể sau này chúng ta chăm sóc, chúng ta lấy trái ở trên chính những cái cành xe vậy. Còn mà nếu như cây sầu riêng chúng ta mà nó bị chia ra hai bên, ví dụ như nó hai bên người ta gọi là xương cá, bà con ăn cá là có xương cá đó, nó chia qua hai bên, đây là nằm ở cây một, nếu mà lên trên này mà nó cứ như vậy là con bỏ ra nha. Cái đây là tiêu chí đầu tiên, thứ nhất là chúng ta phải nhìn trên lá. Và cái phân biệt giống là chúng ta sẽ nhìn qua lá luôn, ví dụ như ri sáu thì nó sẽ tròn mà nó ngắn, còn thằng Thái á, là nó tròn mà nó dài nó bự, còn thằng Musikin á thì nó không có tròn mà nó dài đó, và cái lá nó vàng vàng, để bà con chúng ta để hình dung. Và cái tiếp theo là con chọn cái gốc sầu riêng, những cái gốc sầu riêng mà nó đến cái tuổi trưởng thành, bà con nhìn thấy này, nó con nó cứng cáp cái gốc, mà gốc này gốc ghép á, gốc mà hồi xưa người ta ở dưới này người ta trồng thực sinh á, xong bắt đầu người ta ghép vào đó, gốc nó phải suông, phải đẹp và không có bị vết xì mũ, không có bị nứt thân gì hết, bà con chọn cái tiêu chí đầu tiên đó. Còn cái vấn đề mà cây á, thí dụ như mà cây lớn cây nhỏ, thí dụ như cái sai mà thường thường mà con hay hỏi là cái sai lớn gì sai nhỏ này nó khác nhau, là khác nhau thí dụ như bà con chọn cái gốc mà gốc nhỏ hơn thì tất nhiên là tiền nó sẽ thấp hơn một chút xíu, còn cái gốc lớn á thì tiền nó cao hơn. Nếu chúng ta có tiền cao thì chúng ta nên đầu tư chọn những cái gốc lớn như vậy để làm gì, để chúng ta trồng cái cây nó khỏe. Còn riêng ở khi mà bà con lựa, thí dụ như em sẽ kiếm một cái cây cho bà con coi là cái cây mà bà con không nên lấy, không nên mua. Đây thí dụ như vậy, đây bà con có thể nhìn thấy cái vết nứt nào, này cái vết nứt nào bà con, em quay rõ cho bà con ha. Thì những cái cây này chúng ta không nên sử dụng, không nên mua trồng, tại vì nguyên tắc ngay từ đầu nó đã bệnh rồi, thì chúng ta sẽ bỏ ra ở trong cái vườn mà một trong một cái nơi mà bán giống á, họ sẽ cả vạn cây, cả ngàn cây, cả triệu cây. Thì bây giờ ở trong đấy không thể nào mà có những cái cây nó có thể nó khi mà chọn lựa người ta ghép không thể nào mà họ để ý được hết, mà đến lúc một cái giai đoạn nào khi nó hoàn thành thì bà con thấy nè, những cái vết nứt như vậy là nấm khuẩn nó xâm nhập vào, chúng ta mất đi một cái lọn già và nấm khuẩn xâm nhập vào cây chúng ta, nó sẽ rất là dễ bị bệnh. Thế nên những cái cây như vậy thì bà con nên không lựa nha bà con nha, không lựa và bỏ luôn đó, những cái cây như vậy thì chúng ta không nên lựa nha bà con, nhớ những cái vấn đề đấy. Còn cái vấn đề tiếp theo á là em cũng khuyến khích cho bà con này, nên nếu như mà con có tiền có chi phí, bà con nên trồng những cái gốc lớn như vậy, nó khỏe, có dinh dưỡng đầy đủ trong này và cây chúng ta nó khỏe. Trong cái thời gian mà khi mà chúng ta mang về trồng, qua cái điều kiện bên ngoài ở bên này trong trại này, bà con thấy không, trong một cái nơi giống này là sẽ được che phủ bạc hết, cũng có xả nắng theo được, nhưng mà đa số là ở trong này là được giữ hết một cái gọi là o bế đó, được giữ hết và được xịt thuốc phân bón cũng như là tất cả các kiểu được che nắng đầy đủ với một cái tầm kiểm soát, nó họ kiểm soát. Khi mà bà con trồng về vào cái môi trường á, khi mà bà con đưa ra một cái môi trường á nha, mà bà con không có che chắn này nọ, hay là nơi gió nhiều nắng nhiều nó bị sốc nắng sốc nồi, nó sẽ có những cái vấn đề nó
nó sẽ ảnh hưởng đến cái cây. Và khi chúng ta trồng, khi chúng ta mang về cái cây đồng, thí dụ như cái cây nó đang đang ra những cái cơ đọt như vậy, chúng ta về chúng ta để cho khi cái lá nó lụa, lá nó già một chút xíu, còn nó ra những cái cơ đọt non như vậy, chúng ta lựa về, đồng ý chúng ta lựa về, chúng ta mua về, nhưng chúng ta sẽ để một cái thời gian chúng ta cứ dưỡng cây, chúng ta phun thuốc này nọ, và chúng ta để cái khoảng cách ra giữa cây này với cây, chúng ta để một khoảng cách phải găng tay giữa cái bầu này và bầu kia nha, chúng ta để găng tay để tàn nó không có đụng với nhau và nó không có ảnh hưởng đến lá, xay sát lá và gió nó không có lung lay làm ảnh hưởng. Và đặc biệt là những cái cây đọt này khi mà về là nó phải già, nó già dài bốn giống như vậy này, nó già giống như vậy thì chúng ta ra trồng rất là ngon. Chúng ta ra trồng lá nó không có bị ảnh hưởng bởi nắng, bởi gió, bởi mưa. Còn ví dụ như những cái cây này về chúng ta phải dưỡng lại ha, nên chúng ta canh lại dưỡng lại. Còn nếu chúng ta gấp gáp quá khi chúng ta trồng xuống thì bà con cũng phải bao bọc che chắn cho nó đầy đủ nha, chắn gió, chắn nước, chắn mưa đồ này nọ, chắn nắng đồ, hướng nắng chiều nữa. Đó, thí dụ như những cái cây sầu riêng trong cái vườn này, có những cây này em lựa em bỏ ra này cho bà con coi này, em quay cố tình quay cho bà con này, bà con thấy cái cơ động nó không có à? Đây nó như xương cá này, lên trên này nó không có chia tàn, thế bà con thấy rõ không? Còn nếu mà bà con mua những cái hàng này rất là rẻ, cái này rẻ ồn mà à, rẻ không có nhiều tiền hết á, bà con về trồng nó cứ hai bên lên trên này cơ nó không có, chúng ta dưỡng đến cơ ba nó mới ra được xe tàn đó, chúng ta mắc được cái năng suất của mình. Còn thí dụ như những cái cây này có để cố tình để này, trên này nó bắt đầu nó xe tàn rồi này, bà con thấy rõ không? Đấy, khi mà chúng ta mua một cây giống là chúng ta phải biết được là đúng giống đã, rồi cái cây giống nó phải chất lượng, cái chất lượng hàng đầu là đầu tiên là phải đúng và mong muốn và đúng một cái kỹ thuật, sau này chúng ta trồng nó mới đạt được cái năng suất tối đa, đạt được cái năng suất tối đa. Còn mà bà con mua một cái cây tàn dù như mới nãy em quay á là nó rất là khó khăn, xong rồi về chúng ta phải tỉa tàn tạo tán rất là cực, thực sự rất là cực. Quay lại cái cây mới nãy cầm đâu rồi để cho bà con diễn tả cho bà con coi, cái cây mới nãy cầm đâu cha rồi, thí dụ đây thôi. À, thí dụ như nhà bà con nhìn thấy này, thí dụ như cứ nó lên mà lên toàn bộ lên tới dài tới rồi này, bữa đi lên tới Đắk Nông tới Gia Lai cũng thấy, trời ơi mấy ông nông dân ông mua về ông trồng á, ông mua về ông lên nhờ mình hướng dẫn kỹ thuật, ông toàn bộ là tan là như vậy hết là thất bại. Nó thật sự cho bà con rất là mệt mỏi khi mà chúng ta phải xử lý những cái cây vậy. Là nếu như chúng ta muốn xử lý, thí dụ như bà con một trường hợp bà con muốn mua rồi, bà con muốn xử lý, bà con thấy ở đây này nó có cái mục không, cái mục ra cơ không, thì bà con bấm ngay đây để xây cái cơ này nó qua phía bên đối diện bên mình đó, bên này cũng vậy, chúng ta bấm những cái mục này để nó xây qua đối diện bên mình. Còn bà con muốn lấy cái tầng nó qua bên kia thì bà con bấm cái này để bà con lấy cái lá bên này nó xây qua bên kia đó. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái lá này à, mỗi cái lá nó có những cái cơ mà cơ nách ra ở cái nhánh thứ hai đó, bà con thấy không đó. Thì chúng ta sẽ sửa, sau này em cũng có quay rất là nhiều thực tế những cái cây cho bà con coi, là sau này em sẽ tỉa cho bà con coi nè. Ví dụ như bà con muốn xây, mua lỡ trúng cái dài rồi cỡ 6 tháng hoặc là 4-5 tháng tùy tốc độ cây phát triển của mình, bà con bấm để bà con mở kéo cái cành nó qua một bên. Bà con nhìn thấy nè, đây nó nằm, nếu mà bà con lựa mấy cây nào nó cứ như vậy không là bà con thua. Vậy mà cũng vẫn có nhiều, rất là nhiều bà con mua là hỏi sao vậy, tại nó rẻ. Thôi rẻ thì thôi, tôi cũng chịu thua chứ giờ biết nói làm sao giờ. Đó là cái sự lựa chọn của bà con. Mình tư vấn, cố gắng hết sức cho bà con là cái đầu tiên là phải giống thứ nhất là đúng giống rồi. Đúng giống là cái điều đương nhiên rồi, chứ không phải là trồng cây, muốn trồng cây mua siêu kinh mà nó ra cây từ lưa, cây hụt ý, hụt gì, cây la quắn, la bầu gì là cũng sai lầm. Nên chúng ta đầu tiên là chúng chọn đúng giống, thứ hai là giống phải chất lượng. Cái giống chất lượng là đương nhiên, cái lá nó phải khỏe, lá phải đúng, có nghĩa là không bị bệnh là hết. Còn ví dụ như cây ri xấu á, thì nó có cái màu lá nó có thể xanh hơn, thằng Thái màu nó xanh hơn, còn Musikin thì lá nó vàng hơn, cái điều đó không có gì hết. Cái lại cái giống của nó là cái lá nó cười là lá nó phải vàng vậy mới đúng Musikin, cái kiểu nó vậy. Rồi bà con, để quay cho bà con coi. Bà con cần thiết về tư vấn kỹ thuật. Tại sao bà con phải chọn giống đầu tiên, là cái giống chất lượng đầu tiên là em đã nói rồi ha. Cái đấy là phải đi vào đầu của mình đó, phải đi vào đầu của mình là đầu tiên là cái giống nó phải chất lượng, phải đúng giống, nơi uy tín và bảo hành, bảo đúng, đảm bảo giống cho mình là cái điều đương nhiên nha bà con nha. Bà con muốn nhìn thấy cái mặt của mình hôm nay em quay em để em coi của em đây đẹp trai bà con, đẹp trai đội mũ bảo hiểm sáng vô đây quay, đi xe máy vô đây quay cho bà con nè. Cần thiết về tư vấn kỹ thuật, về tư vấn cây trồng như thế nào, từ cái giai đoạn kiến thiết, giai đoạn kinh doanh ra sao, thì bà con có thể gọi vào số điện thoại trên màn hình để mà các bạn chuyên viên cũng như là em sẽ sắp xếp cái thời gian để em ghé em thăm vườn của bà con, chăm sóc cho bà con hoàn toàn miễn phí hết. Bà con chuẩn bị con gà với lít rượu em uống
cống nhiều, em uống nước đá em ăn gà, còn bà con uống rượu đó. Còn về phân bón thì bà con cũng có thể gọi vào số điện thoại ở trên màn hình để em hỗ trợ cho bà con từ cái giai đoạn mà bà con trồng đến cái giai đoạn kiến thiết kinh doanh, nó tùy theo cái giai đoạn. Ví dụ ở giai đoạn cây con thì chúng ta làm phân gì phân gì. Có nhiều sai lầm, có rất là nhiều bà con sai lầm trồng đó, đi múc một xe phân bò trút xuống rồi trồng trong 3 tháng cây chết queo. Đấy. Cái tiết kiệm mà tiết kiệm cuối cùng là tiết kiệm không đúng, phân bò nó cũng không có rẻ. Em sẽ hướng dẫn cho bà con những cái bộ phân bón như siêu dưỡng cây humic Hoa Kỳ, trico humic, vọt đọt sầu riêng và cái thằng mà siêu ô giáp để chúng ta bảo vệ cây của chúng ta. Còn riêng về cái giai đoạn mà khi mà chúng ta trồng, chúng ta sẽ nói về rầy. Rầy thì chúng ta sẽ quản lý hàng, gọi là hàng tuần luôn nha bà con nha. Rồi bye bye bà con, và chúc bà con sức khỏe. Cần thiết gì bà con cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình. Bye bye bà con nghe.